Nó lại là đẳng cấp luôn. Fidelity, cà phê thật kết nối thật. Fidelity, đơn vị đồng hành kết nối cùng Rap Việt. Thật xấu hả? Sám đang ngủ xấu lắm luôn á mọi người. Sám đang ngủ xấu lắm luôn á mọi người. Có cái hình diệm đó rồi nè. Ngủ all day, all night. Yeah. Tầng 6 của anh Vicky hả? Tầng 6 của anh Vicky chắc là ảnh dễ đói bụng á. Kiểu ảnh có thể ăn kiểu nửa tiếng sau thì ảnh lại đói nữa. Trong một cái tập thể á, nhất định phải có Sám, thì Sám là cái nhân tố mà gắn kết mọi người lại, khiến cho mọi người vui, cười và không cho cái không khí nó bị suy. Yeah. Sám đi trang nhạc của Sám nha, lúc nào cũng chứa tình cảm, đúng rồi. Ok. Chứa tình cảm. Đi ra đường bạn lên cãi, cãi bằng đái muỗng. Sạc rau muống cải. Ok, một món yêu thích của anh là rau muống cải. Trên tay anh là cái muỗng. Vâng đảo, ok. Trên tay anh là cái muỗng. Cầm mai anh rap như cải lương. Rap cho mọi người phải thương. Yeah. Tiếp theo là cái phần cái muỗng. Lại là cái muỗng. Ok, tiếp.